Hi, welcome to the IELTS speaking test. In this first part, I would like to ask you some questions about yourself. First of all, let's talk about social media. When did you start using social media? Well, I have been using social media since I was in high school or secondary school. And the reason why I started to use it because I don't want to be left behind by my friends. And it's also a good way for me to connect with them. Do you think you spend too much time on social media? To be honest, I consider myself to use social media too much. Every day I spend hours watching a new feed, scrolling some information and chatting with my friends. But up to now, I don't see any negative influence on my life. Do your friends use social media? Absolutely, yes. I believe that most of young people nowadays use social media because it's the best way to stay connected, to share updates, and to catch the latest change. What do people often do on social media? In my opinion, I think that people use social media in order to, update the current information about what's happening in the world, and it serves as a platform to to connect and to chat with your friends and family. Now let's move on to talk about money. Do you prefer to save or spend money? Honestly, I prefer to save money because I want to set aside some money to for a particular purpose in the future, such as buying expensive items like houses or cars. How do you save money? Well, when it comes to saving money, my approach is quite casual. I just set a target in the beginning of the month, and now when I receive my monthly income, I just put around 10% of my income into a saving account. So meanwhile, I also try to live within my means to not to spend on unnecessary things. Do you use a credit card to buy things? Well, in my view, I don't use a credit card for some reasons. First, I think that a credit card poses a high risk of being in debt. And secondly, I want to manage my expense by cash and a debit card. I think it's a very convenient and helpful for me. Do you think cash will still be popular in the future? Well, from my viewpoint, I believe that cash still play an important role, and it will not be replaced in the future because you cannot use online payment or mobile payment when you are in the location. It doesn't have internet access, so I think cash still be very convenient and useful in that situation. So that's my view. Now let's move on to part two of the test. In this part, I will give you a topic and you have 1 minute to prepare and about 2 minutes to talk. So here's your topic. Vào sáng ngày 5 tháng 5 năm 2024 năm nay, tụi mình sẽ có một workshop. Và vị khách mời đặc biệt đó không ai khác chính là Ngọc Lâu. Thì tụi mình sẽ là co-host cho buổi workshop ngày hôm nay. Đến với buổi workshop thân mật này thì các bạn sẽ được cung cấp bí quyết nói tiếng Anh tự tin như tiếng Việt. Ngoài ra các bạn cũng sẽ được mình chia sẻ một số tip để các bạn có thể tối đa hóa điểm IELTS speaking khi bạn đi thi nha. Wow. Vì vậy các bạn hãy nhớ tham gia workshop cùng tụi mình nha. Thông tin workshop cũng như là cách đăng ký thì tụi mình sẽ để ở phần mô tả video bên dưới nha mọi người. So the time is up. You have 2 minutes to talk. Don't worry if I stop you. So you can start now. Okay, when I looked at the topic, the very first thing that came to my mind was the time I heard about a complaint in a restaurant. I remember vividly that it happened last year when I went out to eat with my friends. We
we sat on at a good spot, which was next to a family celebrating a birthday party. And suddenly, I saw a woman standing and yelling at the waiter. And when it comes to what she complained, I heard that it was the wrong order. The dish contained ingredients which was allergic to which person was allergic to. So she felt extremely angry, and she wanted to talk with the manager. After negotiating with the manager, the restaurant decided to offer 50% discount on the total bill, and the family finally happily accepted it. For me, as an eyewitness, I felt extremely surprised that the problem wasn't big or serious enough to be compensated a huge offer like that. But however, finally, I think that the family entirely had happy celebration, and this experience was just a bad luck to the restaurant. So that's all my talk. All right, thank you. Now, let's move on to part three. In this part, I will ask you some general questions related to part two, which you have just presented. So how do companies train their staff to deal with complaints? In my opinion, there are numerous ways for the manager to train their staff to solve with this problem. The easiest way is that they can change the communication skills. In that situation, the staff should become and talk to the customer in a friendly way. And if a problem is out of their control, they should find the help of manager who are responsible for any, you know, consequences after that. What do people usually complain about? In my view, I believe that people usually complain about the quality of the products or services they receive, because most of customers, you know, prioritize the quality of products, and if they receive a bad product, they feel extremely, you know, disappointed, and they want to return it back. They want to get it back, and it's also, you know, I think all the managers should be double check all the quality before it launch. How would you react if you received a poor service at a restaurant? If you ask me, I would say that if I was in that situation, I would calmly talk with the waiter and specifically explain the situation, and I wanna hear a reasonable solution. If the staff cannot explain it to me reasonably, I want to talk with the manager. Who are more likely to make complaints, older people or younger people? Let me have a think. When it comes to making complaints, I believe that younger people have a tendency to make complaints than older people, because they are inclined to be aggressive and to be impatient. So by contrast, the older people, they are more experienced, and I
I think they definitely experience more a lot of situation like that. So they will, you know, they will find it easy, and they will take another solution in this case. Okay, that's the end of the test. Thank you. Thank you. Rồi bây giờ là phần feedback của thầy dành cho em ha. Yeah. Thì hôm nay là em đã được hỏi hai topic part 1, một cái part 2 và khoảng 4 câu part 3. Mm-hmm. Okay. So how do you feel about your performance? Well, to be honest, I'm not satisfied with my performance today because I think I quite underperformed with my real ability because I'm quite nervous. Okay, everyone will feel the same way in that situation. Yes. Okay, and I was looking very serious as well. I looked very serious. Anyway, bây giờ mình sẽ phân tích về 4 tiêu chí của em ha. Đầu tiên mình sẽ có fluency, coherence, pronunciation, grammar và cuối cùng là lexical resource, là vocab. Thì nhìn chung á, có một điểm chung ở tất cả các part là phần fluency của em làm khá là tốt cho đến rất là tốt. Ok. Phần grammar của em thì không có bị sai quá là nhiều lỗi, ví dụ như là chia thì hay là số ít số nhiều, hoặc là những cái lỗi grammar cơ bản thì không có bị mắc. Chỉ có một cái là phần grammar của em về range, về cái lượng đa dạng nó chưa có nhiều cấu trúc. Phần mà em làm tốt nhất là phần lexical, là em có rất là nhiều cụm từ hay, có rất là nhiều cái phrasal verb, collocations, cũng như là một số cái idiom cũng khá là hay, thầy có nốt lại ở đây. Cái nói chung là cái phần điểm cộng nó nằm nhiều nhất ở phần từ vựng ha. Còn phần mà mình có thể improve nhiều nhất có thể là phần pronunciation. Tại vì khi mà em nervous thì em mắc rất là nhiều lỗi về phát âm. Thì ở đây có nốt một số lỗi thì một lát mình sẽ đi qua những cái lỗi đó luôn ha. Đó thì nhìn chung là mạnh nhất sẽ là vocab và chưa có thể cải thiện nhiều nhất đó là pronunciation. Thì nói về phần F&C á, phần fluency á, em có dùng khá là nhiều fillers để có thể làm cho cái câu văn của mình nó mượt mà hơn, hoặc là để buy time khi mà em đang bị nervous, ví dụ như là well, to be honest, honestly. Okay. Ngoài ra em còn có the very first thing that comes to mind in part 2 nè. Rồi, em có sử dụng một số cái linking words khá là hay, ví dụ như là when it comes to, khá là tự nhiên để giới thiệu một cái topic mới ha. Để nói về quan điểm thì em có sử dụng một số cụm như là from my viewpoint hay là in my opinion. Rồi, nói về cái sự tương phản thì em có dùng là by contrast. Rồi khi em kể chuyện em cũng có dùng những cái sự kết nối về thời gian, ví dụ như là and suddenly something happened. Ok. Rồi ở part 3 em cũng có dùng một cái cụm từ khá là hay, đó là there are numerous ways bla bla bla. Thì cái đó nó cũng giúp cho cái phần mạch lạc của em nó được cải thiện. Thì cố gắng dùng những cái cụm đó nhiều hơn ở part 3 ha. Về mặt để mà cải thiện fluency, maybe em có thể đa dạng hóa hơn những cái cách để mà nói về cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là thay vì chỉ nói là in my opinion, from my viewpoint, em có thể nói là the way I see it, hay là it seems to me that, if you ask me. Đó, thì mình sẽ đa dạng hóa được hơn cái expressions của mình. Về grammar thì thầy thấy là em có sử dụng mình có một số cái lỗi ha. Ví dụ như em có nói là I consider myself to use social media đó. Thì mình sẽ phải nói lại là I consider myself someone who. Sau đó em mới cộng cái động từ who uses social media on a regular basis. Chẳng hạn, chỗ đó bị sai ngữ pháp nè. Rồi cái lỗi em mắc vài lần luôn đó chính là most of people, nhưng mà chỗ đó chỉ là most people thôi, không có tiếp theo em có self correct một số lần, có nghĩa là khi em bị sai ngữ pháp em nhận ra cái đó và em tự sửa lại. Thì đó cũng là một điểm cộng, nhưng mà nếu mà em self correct quá nhiều thì cái nó sẽ ảnh hưởng tới cái flow của cái bài nói của em, thì giám khảo sẽ cảm thấy là chưa có được 10 á. Có thể ảnh hưởng tới cái điểm fluency. Cho nên là cố gắng tập để mà mình không phải làm cái chuyện nó quá nhiều trong bài thi ha. Ví dụ như the most easy, xong rồi no, the easiest. Okay.
Rồi bây giờ về mặt đa dạng ngữ pháp thì em có thể consider sử dụng cấu trúc if nè. Ví dụ như khi em đang kể làm câu chuyện gì đó trong quá khứ thì em có thể dùng if để em, ví dụ như if 3 chẳng hạn. If I had been in that situation, I would have gì đó. Đưa một cái thought của em vô cái ngữ cảnh đó để mà mình giả thuyết một cái sự việc trong quá khứ. Thì lúc đó điểm ngữ pháp nó sẽ lên rất là ok. Ngoài ra, ví dụ trong câu chuyện của em nói về cái người phụ nữ mà họ complain á, thì em có thể nói là in my opinion, the restaurant shouldn't have compensated her so much. Em thấy được cái cấu trúc shouldn't have không? Thì cái đó nó vẫn thuộc cái top là ngữ pháp 38 cộng. Nên là có thể dùng if 3 là những cái should have, could have, would have. Nó sẽ ok hơn. Nghĩa là lúc nào mình cũng tạo thói quen để mà mình chèn những cái cấu trúc này vô ở part 2 á. Nó sẽ rất là có lợi ha. Rồi bây giờ về phần vocab, em có rất là nhiều cụm hay nè. Ví dụ như have a negative influence on me, stay connected, set aside some money, set a target, live within my means, rất là hay. Pose a risk, okay, something is out of their control, prioritize, okay, have a tendency to be inclined to. Nghe rất là nhiều cái vocab mà nó chính xác trong ngữ cảnh luôn. Thì về phần vocab thì nghĩ là em dư sức ở trên 7 rồi. Nhiều khi ở mức 8 nữa cơ. Đấy. Nhưng mà có phần pronunciation đó, có thể bị xuống 6. Thì phần này có thể là cái mà holding you back from getting like a solid 7. Ok. Còn về vocab thì maybe có một số cái có thể improve thôi. Ví dụ như là khi người ta không happy, người ta thay vì chỉ là return the product, em có thể nói là ask for a refund. Đúng không? Có cái cụm. Rồi part 2 em có nói là as an eyewitness. Nó không phải là một cái sự kiện mà cần phải có nhân chứng, cho nên chỗ đó dùng chưa chính xác lắm. Em có thể nói đơn giản là as a person who was there, hay là as a person who witnessed the situation. Nghĩa là dùng witness trong cái ý nghĩa là mình chỉ chứng kiến thôi, chứ không phải là mình là nhân chứng của cái nó không phải là tội phạm rồi, đúng không? Đúng nó rồi. Phải là một cái việc gì đó quá nghiêm trọng đâu. Ok, nhìn chung thì cái performance của em sẽ nằm đâu đó ở 6.5, 7. Nói chung là làm spontaneous như vậy rất là tốt ha. Cố gắng cải thiện thêm một phát âm nữa thôi là sẽ rất ok. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần mock test cũng như là feedback của mình vừa rồi dành cho thí sinh. Thì các bạn cũng thấy là mình đã feedback khá là kỹ cho cả 4 tiêu chí trong IELTS Speaking. Và đây cũng là cách các học viên tại IELTS with Dario sẽ được feedback ở trên lớp trong những giờ speaking. Nên nếu các bạn có quan tâm những khóa luyện thi IELTS tại IWD thì hãy nhắn tin cho page IELTS with Dario nhé. Ngoài ra trong series IELTS Mock Test này thì các học viên cũng như là cựu học viên tại IWD có thể được tham gia cùng mình để được mock test cũng như là nhận feedback miễn phí từ mình nhé. Nếu các bạn muốn tham gia series mock test này thì đừng ngần ngại và inbox cho page IELTS with Dario nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên đăng ký kênh để có thể xem thêm các tập tiếp theo của series mock test này nhé. Bye bye!